Chiều ngày 17 tháng 10 tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời một số thông tin liên quan đến đối tượng khủng bố Y Quynh Bờ Đắp. Theo người phát ngôn, Y Quynh Bờ Đắp là đối tượng trực tiếp tuyển mộ, kích động và chỉ đạo thực hiện vụ khủng bố diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Tên này hiện đang lưu vong tại Thái Lan, thường xuyên kích động chống phá trong nước. Đối tượng này đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử và tuyên phạt 10 năm tù về tội khủng bố. Việc dẫn độ đối tượng Y Quynh Bờ Đắp về Việt Nam là phù hợp và nhằm bảo đảm mọi đối tượng phạm tội đều bị xử lý nghiêm, bà Hằng khẳng định. Người phát ngôn cũng cho hay, các cơ quan Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thái Lan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của hai nước. Vậy Y Quynh Bờ Đắp là ai? Và tại sao hắn lại làm như thế? Rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, một nhóm đối tượng mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ia Tiêu và Ia Cơ Tùa, trong đó khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Vụ xung đột đã gây ra hậu quả là 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 chiến sĩ công an và 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân tử vong, 2 chiến sĩ công an bị thương. Trên đường tháo chạy, đối tượng bắt 3 người làm con tin. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, chốt chặn bao vây, bảo vệ hiện trường, giáo giết truy bắt các đối tượng, kiểm soát tình hình và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Bộ Công an huy động toàn bộ công an tỉnh Đắk Lắk, công an các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận, các đơn vị nghiệp vụ thành các mũi tham gia truy bắt đối tượng, phong tỏa địa bàn, hình thành các lớp bảo vệ trụ sở người dân, động viên người dân bình tĩnh không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc, giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Lực lượng công an tiếp tục giáo giết truy bắt hết các đối tượng, kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Lấy lời khai ban đầu thì số đối tượng này khai, chúng nhận chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được các đối tượng, sau 6 ngày xảy ra vụ việc, vào ngày 16 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Đặc biệt, toàn bộ các đối tượng cầm đầu đều bị bắt giữ, thu giữ nhiều vũ khí, giải cứu tuyệt đối an toàn các con tin. Tháng 8 năm 2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố truy nã Y Quynh Bờ Đắp về tội xúi dục khủng bố. Hồi tháng 1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm. Trong số 100 bị cáo của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 10 bị cáo tù chung thân về tội khủng bố. Bị can Y Quynh Bờ Đắp bị tuyên phạt 10 năm tù giam vắng mặt. Sau quá trình điều tra, có thể nói Y Quynh Bờ Đắp là kẻ chủ mưu, chỉ đạo vụ khủng bố ở Đắk Lắk khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, trốn truy nã và bị Thái Lan bắt, sẽ dẫn độ về Việt Nam thụ án tù 10 năm. Hôm 17 tháng 10, trước thông tin Tòa án Thái Lan quyết định dẫn độ Y Quynh Bờ Đắp 32 tuổi về Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, đây là kẻ đã trực tiếp tuyển mộ, kích động và chỉ đạo thực hiện vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng sinh năm 1992 tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay từ khi còn đi học, hắn đã có biểu hiện tư tưởng chống phá chính quyền do hấp thụ những luồng thông tin độc hại từ nước ngoài. Năm 2012, Y Quynh Bờ Đắp từng bị khởi tố do vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xét thấy người này nhận thức hạn chế, bị kẻ xấu lôi kéo nên đã thực hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, cho miễn trách nhiệm hình sự, giao địa phương quản lý. Theo bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, năm 2017, Y Quynh Bờ Đắp cùng Hờ Nguyên Eban, 48 tuổi, lên kế hoạch lôi kéo nhiều người. Họ cùng một số nhân vật chủ chốt chuẩn bị vũ khí, chụp hình chung với đám đông, gửi cho các tổ chức nước ngoài đề nghị công nhận nhà nước Đề Ga. Năm 2018, Y Quynh Bờ Đắp vượt biên trái phép qua Thái Lan, thành lập nhóm người thượng vì công lý, viết tắt là MSFJ, nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên tiến hành các hoạt động bạo động vũ trang, khủng bố. Những người này thường xuyên liên lạc với nhóm hỗ trợ người thượng, viết tắt là MSGI, có trụ sở tại Mỹ, do Imut Mlo, 64 tuổi, quê Đắk Lắk, thành lập năm 2011 và giữ chức chủ tịch. Tổ chức khủng bố này hoạt động nhằm móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, đòi thành lập nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên. Hờ Nguyên Eban thuộc nhóm này. Cơ quan điều tra xác định năm 2018, Y Quynh Bờ Đắp cùng Hờ Nguyên Eban cùng 15 người chủ chốt họp chỉ đạo kế hoạch lôi kéo thành viên, chuẩn bị vũ khí, luyện tập võ thuật và rèn luyện sức khỏe để chuẩn bị cho các cuộc bạo động. Y Quynh Bờ Đắp được phân công người phụ nữ này trực tiếp đứng đầu lượng Đề Ga trong nước, còn Y Krông Phốc là người cầm đầu nhóm ở huyện Lắc và huyện Krông Anna. Sau đó, Y Quynh Bờ Đắp thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin, tài liệu, hình ảnh về các hoạt động chống phá trong và ngoài nước
với Y Krong Phốc thông qua mạng xã hội WhatsApp và Messenger. Các thông tin này được đăng tải lên các trang mạng xã hội để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, chống phá. Để hỗ trợ việc chuẩn bị vũ khí lôi kéo người dân tham gia, Imut Mlo, một trong những người đứng đầu MSGI đang bị truy nã, gửi tiền về để lôi kéo người tham gia tổ chức nhà nước Dega mua súng, đạn và kíp nổ. Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Iquy Bedup, Hwen Eban cùng Y Krong Phốc cùng nhiều người khác gặp nhau tại khu du lịch Đá Voi, huyện Krông Bông để bàn kế hoạch tập luyện, mua vũ khí chuẩn bị lực lượng cho các cuộc tấn công, bạo động. Đến đầu năm 2023, Hwen Eban báo cáo xin ý kiến các thành viên tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng cho lính Dega thực hiện kế hoạch khủng bố trong nước, tấn công vũ trang, cướp vũ khí, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, giết cán bộ và người dân nhằm gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng. Tháng 5 năm 2023, Y Soi Nie từ Mỹ về Thái Lan liên lạc với Hwen Eban và các thành viên cốt cán trong nhóm lính Dega, nhiều lần bàn kế hoạch chọn trụ sở cơ quan nhà nước để tấn công vũ trang, lật đổ chính quyền, tiến tới thành lập nhà nước Dega Tây Nguyên. Chọn tròi dãy tại Buông Dung A, xã Ea Cơ Tu, huyện Cơ Quyên làm nơi tập kết, chọn lữ đoàn đặc công 198 ở xã Hòa Đông, huyện Krông Park để đột nhập, cướp súng, đạn trang bị cho nhóm lính Dega. Tháng 5 năm 2023, sau khi nghe Hwen báo cáo tình hình về lực lượng, vũ khí và kế hoạch chuẩn bị tấn công, Y Quynh Bedup cho biết nếu tấn công thành công mà có sự can thiệp từ các tổ chức nước ngoài thì hắn sẽ về Việt Nam để cùng với Hwen Eban và các thành viên khác của tổ chức lính Dega thực hiện các hoạt động khủng bố. Sau hai lần nhóm Hwen Eban phải từ bỏ ý định tấn công lữ đoàn đặc công 198 vì sợ hãi và không đủ nguồn lực, Y Quynh Bedup đề nghị tấn công các trụ sở cơ quan nhà nước. Nhóm khủng bố sau đó phân công đi khảo sát 4 trụ sở ủy ban nhân dân huyện thuộc huyện Cư Quyên. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng ít, nếu chia nhỏ thành 4 nhóm sẽ không đảm bảo thành công, nên chúng quyết định chọn xã Ea Cơ Tua và Ea Cơ Tiêu. Sau khi thành công sẽ mở rộng ra các địa bàn khác. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023, các kẻ khủng bố đã tham gia nhóm lính Dega tập luyện võ thuật, chế tạo bom xăng, hướng dẫn sử dụng súng đạn. Tối ngày 10 tháng 6 năm 2023, chúng tập trung tại tròi dãy để phân phát vũ khí, điểm danh, quay phim chụp ảnh và chia thành hai nhóm, một do Y Junie và Y Thuaun chỉ huy cùng 33 người đi bộ tấn công trụ sở xã Ea Cơ Tua. Hai là do Y Tim Nie chỉ huy 34 người đi bằng mô tô đến tấn công trụ sở xã Ea Tiêu. Suốt thời gian tập trung, Y Quynh Bơ Đắp gọi video động viên khích lệ và ra lệnh đã làm thì phải làm đến cùng, không được bỏ cuộc. Đồng thời yêu cầu dùng điện thoại quay lại toàn bộ hình ảnh lực lượng lính Dega, hình ảnh lá cờ nhà nước Dega gửi cho mình và để đề nghị các tổ chức nước ngoài can thiệp, hỗ trợ và bảo vệ. Sau những hành động độc ác, Bộ Công an đã bắt giữ 94 người bị can từ 18 đến 56 tuổi, truy nã 6 người đang trốn ở nước ngoài, trong đó có Imut Mlo và Y Quynh Bedup. Bộ Công an xác định đây là đường dây khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Hành vi của nhóm người này rất man dợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Y Quynh Bedup sống ở Thái Lan từ năm 2018. Hắn ta bị giới chức Thái Lan bắt hôm 11 tháng 6 với cáo buộc quá hạn thị thực. Truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án hình sự ở Bangkok hôm 30 tháng 9 chấp thuận yêu cầu dẫn độ của Việt